Nó bị cái đèn, nó bị cái đèn nó quấn trong rồi kìa. Ok, nó ở đèn. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.
Phật nhược tăng huy pháp luân thường truyền.
dạng phong điều vụ thuận quân thái dân an. Càng qua đột tức tai nạn thời ưu thế giới hòa bình chúng ma sanh an lạc. Thường lai hiện tiện đệ tử chúng ma con cùng đạo tràng ngang hạ tu học Phật Pháp na khánh anh cũng tựu điện tiền thành tâm thiết lễ kỷ niệm rằm tháng bảy tình nguyên là khóa tu học Phật Pháp hai ngày mùa thu hạnh phúc ngựa nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thành Tăng trong mười phương Pháp giới cùng an hiện tiền chư tôn đức tăng ni từ bi gia tâm trợ niệm đồng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ bà con quyến thuộc còn hiện đời luôn có được đời sống an lành và hạnh phúc cùng an nhất tâm cầu nguyện ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng nguyện an nương nhờ công đức an khóa tu học Phật Pháp hôm nay cùng kỷ niệm chương trình đại lễ được thừa tư công đức trực vạn lạc ban diện kiến Di Đà Phật vô sanh nhẫn đồng cầu nguyện khắp pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bi Bồ Tát nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm từ quý Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa rồi là khóa lễ Vu Lan Phật lịch 2567 vừa hoàn mãn. Chúng con xin cung thỉnh chư vị tôn đức trở về vị trí để chúng con chuẩn bị cho chương trình cài hoa hồng trên ngực áo. Con xin cung thỉnh chư vị tôn đức trở về vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính mời toàn thể chư vị đứng lên để chúng ta cùng ngồi xuống một lượt cùng tất cả chư vị tôn đức cho được trang nghiêm thanh tịnh. Xin cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị.
tất cả những đất trời đều tạo nên biết bao nhiêu hoa trái. Hoa hồng tượng trưng cho màu đỏ đẹp tươi, hoa hồng tượng trưng cho dĩ gì thơm ngát. Hoa hồng là những điều mà tạo nên sự tươi đẹp của đất trời. Chúng con xin dâng tặng cho tất cả mọi người những đóa hoa tươi thắm, biểu tượng cho lòng kính yêu và tôn quý. Trong giờ phút này, chúng con xin cung thỉnh Đại Tăng cùng toàn thể hội chúng, chúng ta cùng ngồi xuống để bắt đầu nghe chương trình ca nhạc Bông Hồng Cài Áo. Xin trân trọng cung thỉnh Chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni an vị. Hoa hồng cài áo. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Con tên là Lai Ni Nguyễn và sau đây con xin hát nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Một bông hồng cho ai, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi cùng tôi.